Vào hồi 22 giờ 30 phút đêm qua mùng 6 tháng 2, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ô tô và ba xe máy khiến nhiều người thương vong trên địa bàn xã Ảng Tở, huyện Bường Ảng. Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ngay trong đêm, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo kịp thời đưa người đi cấp cứu và giải quyết vụ việc tại km 30 700 quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Bua 1 xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng, xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 37C22889 do Phan Văn Nghệ, sinh năm 1984, trú tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, điều khiển theo hướng tuần giáo đi thành phố Điện Biên Phủ. Trên xe chở 4 người, va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát, đi theo hướng ngược lại trên xe mô tô có hai người, gồm anh Lò Văn Tài, sinh năm 2008, trú tại bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, và anh Quảng Văn Huy, sinh năm 2008, trú tại bản Xuân Ban, xã Gối Cái, huyện Mường Ảng. Sau đó, xe ô tô mất lái, lật nghiêng đè vào ba người đi trên hai xe mô tô khác, mang biển kiểm soát 27Y1-10245 và 27Y1-10285. Gồm 3 người là Lò Văn Nam Lù Văn Hiền và Lò Văn Nguyên đều trú tại bản Tọ, xã Tở, huyện Mường Ảng. Hậu quả, anh Quang Văn Huy và anh Lò Văn Tài tử vong tại chỗ, anh Lò Văn Nam tử vong tại trung tâm y tế huyện Mường Ảng, anh Lù Văn Hiền và anh Lò Văn Nguyên bị thương được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Mường Ảng và chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tới 8 giờ 20 phút ngày 7 tháng 2 năm 2023, nạn nhân Lù Văn Hiền tử vong. Tất cả các phương tiện đều bị hư hỏng thông tin chi tiết hơn về vụ tai nạn phóng viên thời sự tiếp tục cập nhật trong chương trình sau